Chào các bạn, mình đang ở CES 2015 và trên tay mình là chiếc Sony Woodman, tên mã là NW-ZX2, một chiếc máy nghe nhạc dành cho những người sành nhạc, yêu cầu chất lượng âm thanh cao. Như ở đây chúng ta có cái biểu tượng Hi-Res Audio thì cái máy này có khả năng phát tạo âm thanh ở cái chuẩn âm thanh chất lượng cao Hi-Res Audio. Về thiết kế thì Sony Woodman NW-ZX2 có một cái kiểu dáng nhìn rất là hầm hố với màn hình bên ngoài kích thước 4 inch, một màn hình màu. Nhưng mà cái điểm đặc biệt của nó là cái kích thước của nó khá là lớn và dày. Nó lớn hơn chiếc iPhone 5 một chút và dày hơn khá là nhiều. Phần khung sườn của nó là nhôm nguyên khối. Các chi tiết họ khoét cái mặt trên này và đặt những cái chi tiết vào bên trong nó, và sau đó là đặt cái màn hình lên. Như các bạn thấy thì những cái chiếc hộp kim nhôm được làm rất là cứng cáp và trong nó rất là hầm hố. Ở mặt phải của máy chúng ta có những phím bấm cũng được làm bằng kim loại, hơi lõm vào bên trong với những cái lỗ khoét hình tròn. Ở đây là phím nguồn tắt mở màn hình, phím tăng giảm âm lượng rất là lớn và các phím điều khiển khi chúng ta nghe nhạc. Ở cạnh đáy thì chúng ta có khe cắm thẻ micro SD để mở rộng cái dung lượng lưu trữ. Bộ nhớ trong của máy là 128GB và có thể mở rộng thêm qua micro SD. Đây là cái giắc cắm USB. Thì cái giắc cắm USB sẽ giúp cho nó có thể kết nối với những cái DAC hay là nhiều cái thiết bị khác mà nó không bị nhiễu. Ở đây thì ở giữa cái cụm tròn màu vàng chúng ta có cái giắc cắm tai nghe 3.5. Cạnh trái chúng ta không có cái gì cả, cạnh đỉnh cũng vậy. Ở mặt sau thì chiếc NZ2 này được bọc cái lớp da và nó hơi gờ lên ở phía đáy, cũng như là nhỏ lại phía đáy. Đây là logo NFC để kết nối với các thiết bị khác như là loa không dây chẳng hạn. Máy là một cái máy mẫu và được sản xuất ở Malaysia. Sony Woodman NW-ZX2 là chiếc máy Woodman đầu tiên có kết nối Bluetooth chuẩn LDAC. Thì cái công nghệ audio không dây mới này của Sony giúp cho chúng ta có thể trải nghiệm những cái chất lượng âm thanh không dây cao hơn. Cái tốc độ truyền tải dữ liệu của nó cao hơn đến 3 lần so với cái chuẩn kết nối Bluetooth trước đây. Và chúng ta cũng có thể dễ dàng kết nối với máy, những thiết bị khác thông qua kết nối NFC và có thể thưởng thức nhạc không dây một cách thoải mái, không cần phải bố trí một cái dàn âm thanh nhiều dây nhợ. Sony Walkman NW-ZX2 có hỗ trợ kết nối Wi-Fi 2.4 và 5.0. Cho phép chúng ta có thể kết nối với hệ thống lưu trữ âm thanh DNA ở trong nhà. Thì việc kết nối không dây giúp chúng ta có được một cái hệ thống đơn giản và rất là tiện lợi, không cần phải nhiều dây nhợ. Như các bạn thấy ở đây thì chiếc Sony Walkman NW-ZX2 này chạy trên nền tảng Android và đây là Android 4.2. Thì bên cạnh cái việc chúng ta sử dụng nó như là một chiếc máy nghe nhạc thì chúng ta vẫn có thể sử dụng nó như là một thiết bị di động dùng để lướt web hay là sử dụng những cái ứng dụng Android chơi game, rất là tiện lợi. Sony Walkman NW-ZX2 cầm trên tay rất là chắc chắn và nạc có vẻ hơi nặng. Trọng lượng của nó là 235g. Thì khi mà chúng ta mang nó đi thì chúng ta có thể bỏ vào trong cái bao da. Sony có tặng kèm một cái bao da khi chúng ta mua chiếc máy này. Tuy nhiên ở đây thì họ không có trưng bày. Ở đây thì chúng ta có một cái bộ ba sản phẩm cao cấp của Sony luôn. Đầu tiên là một cái headphone MDR27 đạt chuẩn Hi-Res. Tiếp theo là cái âm ly di động Portable Headphone Amplifier BHA3, cũng là một cái sản phẩm Hi-Res kết nối với chiếc Sony Walkman NW-ZX2 thông qua cái dây cáp, cũng loại rất là tốt. Và mình đã nghe thử cái hệ thống này, cực kỳ ấn tượng với chất lượng âm thanh mà nó tạo ra. Tất nhiên cái chuẩn Hi-Res đòi hỏi chúng ta phải chép nhạc đúng chuẩn Hi-Res vào trong máy thì chúng ta mới có thể trải nghiệm đúng những cái chất lượng âm thanh mà nó mang lại. Với cái kết nối USB thì Sony Walkman NW-ZX2 có thể kết nối với USB DAC rất là dễ dàng. Chúng ta có thể kết nối với nhiều cái DAC khác để có được chất lượng âm thanh cao hơn nữa. Ở thị trường châu Âu thì chiếc máy này sẽ được bán ra vào mùa xuân. Tuy nhiên thì chúng ta chưa có giá bán của nó. Có lẽ thì giá bán cũng không có thấp lắm đâu.
rất là tuyệt cho một chiếc máy nghe nhạc nếu mà các bạn là một tín đồ của âm thanh. Xin cảm ơn các bạn.